Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Hôm nay là ngày 23 Tây tháng 9. Hiện tại mình đang có mặt tại thủ đô Hà Nội. Trong lần về Việt Nam lần này thì mình đã ghé qua trung tâm du học Yoko. Mình đã đi cách đây 4 năm. Vừa các bạn cùng đến trung tâm Yoko này và xem trong Yoko này có gì thay đổi không nhá. Vâng, bây giờ mình đang đứng dưới tòa nhà nơi có văn phòng của trung tâm Yoko. Trước đây ở tầng 1 chỗ này đấy, thì đấy chính là cái chỗ mà nơi mà mình học bao nhiêu kỷ niệm ở trong căn phòng này hết. Nhưng mà bây giờ trung tâm Yoko đã có rất nhiều thay đổi, có rất nhiều thêm những phòng văn phòng mới, phòng học mới. Thì bây giờ mình sẽ lên và xem những phòng học mới và những cái sự thay đổi đó như thế nào. Rất thú vị anh không? bao nhiêu kỷ niệm cũ của mình giờ nó tan biến hết. À, bây giờ thì mình đang đứng ở trên tầng 1. Tầng 1 này thì bây giờ không phải là văn phòng trước nữa. Đấy, trước đây là mình học ở đúng cái tòa nhà như thế này. Trong văn phòng như thế này ở đây, đấy, mình học buổi kia luôn. Anh Duy nông dân, người tiếng hip hop các thứ. Ở chỗ bên này là chỗ mình vào, cái cửa mình vào đây. Bên này là văn phòng cũ ở đây. Còn bây giờ văn phòng mà theo như hướng dẫn thì lại không nằm ở đây nữa, nằm trên tầng 7 mất rồi. Đấy, các bạn có thể đọc đến đây. Đọc theo hướng dẫn ở trung tâm Yoko hít bé tí xíu như thế này luôn này. Và là mình suýt cho mình bị lạc này đấy. Tầng 7 là lên thang máy nha các bạn, đừng đi thang bộ, chơi hẳn thang máy cho gấu. Để mình đi. Quay cả đoạn đấy à? Quay cả đoạn đóng cửa. Có quay đoạn đóng cửa không? Không. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại tầng 2 của trung tâm Yoko này. Tầng 2 này ở đây thì là có một cái sảnh rất to ở đây. Giờ đây sẽ có mình đến xem bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây có 7 cái tầng phòng học. Hồi trước mình học ở Yoko ấy, đời thời của mình 2 cái phòng học thôi. Phòng mình học tại một phòng khác học nữa, phòng học cao hơn mình đấy. Còn bây giờ ở đây là cũng 7 phòng học mà đây mới chỉ là một tầng của Yoko đây. Đó, một tầng phía trên này nữa. Bởi vì phòng học bây giờ chỗ cũng rất là to, học sinh rất là nhiều, không giống như ngày xưa rồi, thay đổi rất là nhiều, rất là đẹp. Nhưng mà có một cái vẫn là đi chung ấy, là vào trong lớp cũng trên đất hết. Khổ thế mà đây là dày ra như thế này. Quay rồi. Bàn ghế khang trang hơn. Mình học một lớp theo đông học hơi chật, như lớp bây giờ đã được các cô giáo, thầy giáo cũng rất là nhiều. Những người cũ bây giờ mình thấy là có người di chuyển đâu hết rồi, gặp toàn người mới lạ quá. Đây, như kiểu đây phải Yoko, đây đúng là Yoko nhỉ? Bây giờ mình đang có mặt ở văn phòng tầng 7 của trung tâm Yoko. Đây tầng này, ôi đây có clip của mình làm ở đây. Kiếp quá, clip chiếu liên tục luôn. Đấy, à mà cho hỏi thật, đây trung tâm Yoko đúng không nhỉ? Anh xuống thấy thấy lạ quá, trông cứ như tưởng trung tâm nào ấy. Kỳ này thôi, giờ không tin được công ty ma nhiều lắm. Đấy, trung tâm Yoko đúng không nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Ok, trung tâm Yoko ấy, không lạc không? Đúng rồi. À, thì cho đằng sau mình ở đây thì có cái bàn như kiểu bàn lễ tân, bàn tư vấn cho mọi người ở đây. Đấy, cho biết bạn biết bạn Chi ở đâu không nhỉ? Chắc là người quen. Chi. Bạn Chi Tây. Ôi ơi, không ở đây. Trên. À, Hồ Chí Minh rồi cơ à? Đấy, tìm người quen bây giờ cũng khó. Thế chị Du Hằng ở đâu nhỉ? Cho. Ôi ôi, trung tâm có cả bên Hồ Chí Minh nữa. Sợ thật. Thế còn ai quen không? Em nào đến đây toàn lạ toàn những việc mà em làm đây đâu. À
đấy. Em biết anh không? Trời, cũng biết rồi. Rồi, thì mình quen phát nhỉ. Trước thầy cô giáo đây mình quen nhiều lắm mà bây giờ như này, anh đi vào Sài Gòn này chết. Chết. Văn phòng Phan Trang quá. Anh vừa rồi thì mình đã làm xong một vòng ngoài trung tâm xung quanh Trung tâm Yoko. Ở đây thì giờ công nhận là so với những cái hồi của mình học thì cũng có rất là nhiều những thay đổi từ nhân sự, con người cho đến phòng ốc. Các bạn du học sinh mới đây cũng có rất nhiều sự thay đổi khác nhau. Hồi của mình là những cái bạn 9X, còn bây giờ thì là những bạn trẻ rất là nhiều, các bạn sinh năm 2000 bổ xuống rất là nhiều bạn trẻ ở đây. Nhưng cái sự nhiệt huyết của các bạn từ ngày xưa đến giờ ở Trung tâm Yoko, các bạn rất là yêu học và rất là yêu quý Nhật Bản này, và muốn du học sang bên Nhật Bản này, và những thành tựu của các bạn trong bên Nhật Bản này. Mình hơi tiếc ngày hôm nay là không gặp được những người Nhật Bản như cô này, rồi mọi người thay đổi rất là nhiều. Những anh chị làm hồ sơ cho mình, rồi cô Du Hằng cũng không còn ở đây nữa. Rồi mọi người cũng đã ở trong miền Nam nữa rồi. Nếu mà ngày hôm nay mà được gặp họ thì cũng sẽ rất là cảm thấy rất là thú vị, những kiểu mình đến thăm trường thăm lớp đấy. Thì mình đến ngày hôm nay trung tâm cho cô thì thấy được phòng ốc của trung tâm giờ cũng đẹp lên rất là nhiều, mọi thứ đều là công ty làm phát triển lên rất là tốt. Thì đây là một cái điểm mạnh của trung tâm cho cô. Hy vọng rằng là trong lần học sắp tới này, đi tới mình có thể xuống dưới miền Nam để có thể gặp được anh chị Du Hằng ở dưới đấy, bắt chuyện nói chuyện với mọi người. Mình đã có những cái kỷ niệm rất là đẹp với lại anh chị từ những hồi 4 năm trước khi mà mình còn học ở đây. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có thể gợi lại những kỷ niệm đấy. Vlog của mình ngày hôm nay đây chỉ là kết thúc. Hẹn gặp lại trong một lần sắp tới. Xong ở trên đúng không? Đây chỗ này long già này nắng thế, nhà để xe ngày xưa mình hay để con xe của mình này. Chỗ này lăn mấy lúc tầm 2 giờ để xe đông lắm, trong cái ngõ này anh em thu xếp leo xếp hơi nhiều luôn, để xe nó đông luôn. Học mình học chỗ đây đấy, học tầm 1 ngay cái ngoài đường luôn. Bây giờ mọi người học ở trên tầng cao hết rồi. Lát nữa đi qua mấy cái ngõ, mấy cái chỗ trà đá ngày xưa anh Duy nông dân anh hay với mình hay ngồi ở đấy, anh hai anh em giờ nào giờ ra chơi nào cũng ra đấy. Hai anh em anh thì rít điếu thuốc lào, em thì châm lửa cho anh, em thì uống nước, lúc nào cũng ra uống nước miễn phí của anh Duy nông dân hết. Đấy, đấy, đấy chỗ này, chỗ này. Đấy, anh Duy nông dân anh xem. Đấy, chỗ hai anh em mình hay chơi với nhau đấy. Ok. Cảm ơn mọi người.